Mẹ lên, mẹ mẹ nó lên cái em xui là làm nguyên cái mã luôn, nguyên cái mã là Là mấy người đánh chim là vô đây là nó mã là nó sạc rồi nó sạc rồi, không biết à, xong ngồi lên đó không biết thì mình làm cái lưới giống vậy nè, à, xong phủ luôn. mình chỉ ngồi lên, mình chỉ quýnh trong xui đầu nó về báo mộng cho bà mẹ lên với ông cha đó lên trong xui đầu lên lên chỉ làm cái mã lại cho đẹp vậy đó. Bên đây à, bên mé đây Thấy có nhiều người cái mã mà bị gì hay báo mộng lắm nha. Một là báo mộng cho cái người gần nhất ở khu đó, hai nữa là về nhà luôn. tại vì mình tại vì có người tại mấy cái mã bây giờ nó sạc cái xuống á, kỳ trước là ở trong đây nuôi ngựa nuôi trâu rồi nuôi ngựa rồi á, mấy bộ bia rồi mà không có thân nhân á đâu có biết đâu, nó cột vô trọng xuôi ngựa nó nhảy cái là xúc một xúc cái mã luôn, là sau này nó bằng phẳng luôn, mình đâu có biết đâu, thì người ta về báo mộng. Chỉ có ở dưới trường học trường tổ nè, trường học dưới đó là linh lắm, Trường học gì? Trần trần Tổn hả? trần tổ nè, trường học dưới đây đi được ngày ra cái Mình cặp đi khu đường, cái đường ngoài kia mình đi thẳng ra. đi thẳng ra cái Ngoài đó mà cũng có người sống nữa. Thế hồi băng qua khu nghĩa địa luôn mà. đâu ở đó cái trường học đó, đó là ngay chỗ đó, đó là cũng mã này không à, ông xui đã hốt lên hốt là nguyên xác không, Có một số người người ta lấy cốt người ta kêu lấy lên mà còn thịt còn đồ lên mà. Đó hốt ở ngoài là còn nguyên xác không á, người ta xong vô bắt đầu ta mướn róc 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 thịt mà công nhận mấy người dốc dạng phớt róc thịt cầm róc, lên họ lấy dao thái á, róc cắt róc xong vô đầu với còn xương với bỏ vô cái qua cái quách cái thịt đó người ta làm gì cho đốt hả? Không bỏ luôn, còn xong xuôi ta bỏ vô ta đốt đốt cho nó cháy, xong xuôi ta lấy xương ta đem về vậy thôi. Cái trường hợp đó có gì mà linh chứ, trường hợp có tại hiểu cho nó còn nguyên xác không không có tiêu chứ không tiêu cái người lúc đó. Mà quay mà kiểu mà lặn mà hụp xuống đó, lạ quại đó, quay đó đó làm sao chứ lặn mà kiểu mà ta bốc mộ ra nè, nước nó tràn vô trọng á, giờ phải lặn xuống dưới với ấy cái hòm lên, nước mà nó ngập đến mức gì luôn phải lặn luôn à? Thì nước sông mà, nước sông nó ra vô nó vô cái hà nó vô mấy mã hết nước sông á, cực chứ hả? Vậy quay mấy cái clip lên là lúc mà lặn xuống cái lặn xuống dưới á, để ấy cái cảo vô á, đưa cái hòm lên á, thì là nguyên cái hòm á là mình lặn phải lặn xuống á. Tại vì nước sông nó ra vô mà, nước sông ở ngoài là nó ra vô, còn ở trong đây thì có nhiều khi có xác, có nhiều khi không xác thôi. Không, đây do còn cái địa chất, do địa chất nó không, nó không có tiêu được, không có tiêu để tiêu số đất, còn ở ngoài tại vì người ta giả tỏ sớm quá chứ hốt lên là còn nguyên xác không, xác không. Chú nói thì ở trong đây có một cái khu mộ trẻ em hả chú? Đúng. Nguyên khu luôn. Bây giờ đi ra đường này nè, chạy hết đường luôn, ông sẽ quẹo trái, vừa quẹo trái lên chừng nó hết mấy căn nhà cái là bên trái luôn, nó vừa hết mấy căn nhà là bên trái luôn. Là có ông có ở em chảnh, cũng có ông ở chim chảnh á, ngồi chim chảnh á. Mà cái khu mộ đó thì linh thiêng hả chú? Linh. Mấy khu đó là trẻ em không? Đây còn. Dạ. Khoảng 40 mộ. 40 mộ là những người bị tử hình. Tử hình là ngay đây. Là có gần đây luôn hả chú? Ngay đây. Đi ra cái ở bên phải, bên trái, bên phải nè. Có bia có gì không? Ngay có ngay cái đa. Cái đa này luôn bên à, cái đa cái đúng bên rồi. Đây đúng không? Đi vô ngay ra vô. Dạ, tức là những cái khu mộ đó là những khu mộ linh thiêng đó, khu mấy, mộ không cái mã mấy cái mã đó là của Chí Hòa không. Dạ. Tử hình rồi con trọng rồi chết rồi nọ đó. Đó có người thân rồi xuống thăm không chú? Không có biết được ha, mấy cái mã đó là vô danh, ghi rằng mã vô danh không. Mộ của những tử tù vô danh, vô danh. Thừa nhận luôn, không có người thân, không có người thân. Dạ. Chắc còn nghĩ đó cũng là những tay anh chị hay là một giang hồ một thời cũng dữ lắm, dữ đâu á,
lọt vô đó. Đó chỗ đó là người ta hay vô sinh chủ đề. Sinh chủ đề linh quá, người ta vô sinh tại vô danh. Còn như chú nói thì ở khu vực này thì người ta vào đây để quyên sinh rất là nhiều. Dạ, người ta tự tử rất là nhiều. Ngay cài tại cái vị trí này cũng từng có người móc hả chú? Có hết. Dạ. Nghe chú cây đẩy mình quay cái ngôi mộ có luôn. Này ngày mới đó chú có luôn. Con nghe chú nói hình như ở cái ngay đây là có một cậu cũng móc này. Mất ngay chỗ này. Đúng rồi, ngay đây. Ngay cái cây à. Đó nó đứng từ ở trên cảnh nó nhảy xuống ngay chỗ đó. Ngày trước nước nó lên cái đây nè. Nước đầy dữ vậy đó hả? Sau này là hết luôn. Sau này không biết nước là rút đi đâu đó. Lạ ha. Ừ. Nếu mà cái hồ này cũng rộng lớn mà rất là sâu với bộ đâu giỡn đâu. Nếu mà xây nhà lên đây là đụng mái đó. Còn sao mà nước hết được ta? Ừ. Bữa vậy sâu quá chỉ, sâu luôn á. Chỉ có khoảng cách này khoảng chừng 10 năm trở lại à. Là nước nó không lên tới đây nữa. Là nước nó rút thẳng luôn, rút đi đâu á. Không biết dạ. Nó không biết nó chạy đi đâu nữa. Gòn này cắm hả sống à? Sống hả? Mời ông thân tài theo đi. Ở đây nè, ở ngoài đây nè, chú Kinh Châu. Cái này là chú thắp nhang đốt trà hả? Mà giữ hả? Vứt hay là sao chú? Sao? Người ta đem vô đây bỏ, người ta để. Ừ. Đem vô đây. Chú thỉnh vô đây, chú để đây luôn. Để đây thờ ổng. Dạ. Chứ để ổng ngoài kia cho nắng thì nôi. Ừ. Ngày cúng chung nước trà hả? Điếu thuốc hả? Cũng hay phải không? Còn nhang thì thắp đầy đủ. Dạ. Nhang thắp liên tục cho ông. Là ngày nào chú cũng vô đây hả? Có, ngày nào cũng vô đây á. Thấy chú đặc biệt quá trời. Đây là cái hồ này mọi người. Cái hồ này trước là chú nói là nước lên đây luôn. Mà giờ là hết rồi. Ừ. Cái ngôi mà đó kia là trước có người cũng cột dây nhảy xuống tắm. Nhảy sau đứt dây rồi đi luôn á. Sâu chứ, còn sâu chứ. Cái này đừng nói là cái cho mà lọt ra đây luôn nha. Cho đó. Đây luôn hả? Ừ. Cho tràn ra đây hả? Ờ, cho không á. Thì dữ rồi trời. Lên tới đây. Đây cái nha. Dài tới đó luôn á. Vì là cái khu nhà cho là mình quay cái clip trước á, là nó hẳn vào đây luôn. Mình ngồi trên đây là cho không á. Tại nó đổ từ ở đây, nó đổ về dài đây xong xuống đầu. Như thấy nó ô nhiễm đấy không? Bắt đầu người ta xây. Đầu người ta xây. Cái xương này là xương bánh chè. Này người ta bắt đầu người ta xây. Cái này xương đầu gối luôn á cả nhà, xương gan khớp đầu gối nè. Này cái này là gan bánh chè khớp đầu gối nè. Không phải là cái bánh chè vô da có đầu gối mà cái chỗ gần á, chỗ trước cái bánh chè này nè. Ta lụm nghĩ chắc không hết đâu chú ạ. À. Tại nãy con moi là thấy còn. Đâu, lụm giống như là đó người ta lụm là kiểu người ta lụm cho nó có thôi. À. Để bỏ trong hũ cốt thôi. Thấy chịu có mà cào cào ra là thấy còn á. Còn nhiều lắm. Mà nó không có được bự thôi, nó nhỏ thôi. Nó được bự. Ở đây là một cái mối trò luôn á. Cho không á, đo sau khi thiêu xác xong. Đó, trời dài đó, tới cho cái đa luôn á. Rồi nãy giờ mình đứng nguyên một đống luôn mình không biết hả? Ờ cho không á. Mình cứ nghĩ là cái chỗ này là nó hết rồi, là chỉ có bên khu bên kia là mình quay clip trước thôi cả nhà. Nhưng mà ai ngờ đâu là đây là cho không á. Đó tới đây là cho luôn á. Đó tới đó nè, tốt cái dây luôn rồi. Trời. Đó, tới đó là đó. Từ ở đó mà lên tới cây đa đó. Tới cây Bồ Đề á. Tới đó là đi xuống đây có ảnh hưởng chú không chú? Không. Đi qua đây ảnh hưởng không? Không. Xong đi đường này. Sợ ảnh hưởng chim. Không, đi đường này nè. Đường này cho nó hay hơn. Mình xuống đi, mình. Đi đường này, đi chú vô đây nè. Đừng phải. Đi qua đây luôn nè. Ở đây là một cái hồ. Mình sẽ xuống cái hồ luôn để quay cho cả nhà biết nha. Đó đi xuống dưới cái ông chú quẹo qua trở lại.
Thì đây cả nhà, thì ở đây là lúc trước là một cái hồ lô rất là sâu, phía trên chỗ bên ngồi lúc nãy á, phía trên kia của chú là cái bể, là cái bờ nha. Tại chim là có đánh bay chim nữa cả nhà, nên mình tôn trọng cái chỗ có đánh luôn, sợ phá. Và đây là bên đây là cái nơi, đây là cái lòng hồ nha, hiện tại mình đang dưới lòng hồ rồi. Thì phía bên cái khu mã đỏ bên kia là nghe chú kể lúc trước là có một cái người cột cái dây đó, tại nước ở đây là rất là sâu cả nhà, cột cái dây đó xong cột một sợi dây vô người và nhảy từ đó nhảy xuống, nhưng mà nhảy sau là chắc là đứt dây luôn rồi và bị chết ở đây, ở khu vực này luôn cả nhà, khu vực này luôn. Thì nơi đây là cái nghĩa trang Bình Hưng Hòa, rất là vắng vẻ người, nên cũng xảy ra nhiều cái trường hợp như là tự tử. Nãy nghe chú nói là khu này á, là khi mà ai buồn chuyện gì hay ấy rồi á, là người ta hay ra đây kiếm cách để mà quyên sinh. Ra đây thì vắng lắm, khi treo lên là chắc không ai biết luôn thiệt. Khu nãy mình quay bên ngôi nhà bên kia là cũng có một vụ nè. Rồi phía bên cây gòn bên đây là nghe chú nói là trước nữa là cũng có một vụ bên đây nữa. Mà có một điều lạ nữa, mình biết tại sao là mình xuống đây không? Tại vì chú nói là nước lúc trước là nó ngập hết, ngập xung quanh đây và mưa rất là nhiều, là nước đổ vô đây không, mà ít có năm nào mà nó hạn hán. Nhưng mà không hiểu sao những năm gần đây thì nước tự nhiên ở đi đâu hết rồi, nó đi đâu hết cả nhà, là nó giống như cái tìm đường nào chui là khô cạn luôn, không còn chứa đọng ở đây nữa. Nhưng mà ở đây là một cái vùng sủng, nhưng mà lạ có cái gì hay. Bên kia cũng có một số khu mã, nhưng mà do bờ lạc nó bị ấy xuống nên nó đã bị bể rồi, sập xuống đây rất là nhiều. Nói chuyện đến lòng hồ này cũng gọi lòng hồ chết chóc cả nhà, nghe nói cá dưới đây rất là nhiều nha. Ngày trước cá mà bắt con cá lóc á, mà bỏ vô cái thùng lớn mà nó ngoi lên cái đuôi là biết rồi, dài và bự cỡ nào rồi. Ở đây mình thấy có một số ngôi mộ nó gần sát bên đó, nên khi đất lở là nó cũng đã bị sạt luôn, bị sạt luôn mọi người thấy á, chứ không phải lấy cốt nha. Trên kia chưa lấy nhưng mà nó đã bị sạt, nó bung gốc luôn kìa, bung gốc mộ luôn. Và bên kia cũng rất là nhiều mộ của người Ho là bị bung rất là nhiều luôn, tại vì khi mưa rồi mọi người nó lở đất á. Nãy vô ngửi mấy cái mùi trong cái chỗ ấy là gì, mùi ói, nó phải hôi thối nhưng mà nó kỳ kỳ lắm. Giờ mình cũng giận luôn mọi người, đi ra mà giận luôn. Đây cũng có một số ngôi bộ này mà biết lấy cốt chưa, mà nó rơi vãi xuống đây, cái sạt lở nó bể hết, mọi người thấy không? Mùi hôi quá là mình khó chịu luôn, dớt tùm lum tà la hết. Để tìm những cái mà cái tâm linh đó, thật ra để cho mọi người thấy rất là khó, đi là để tìm kiếm rất khó mọi người, và cũng nguy hiểm đấy chứ, nhiều kênh đi cũng dữ dằn lắm, đi đêm đêm hơn luôn. Nó qua đây cái tấm đắp lên ngôi mộ này, nhưng mà nó bị sạt lở, nó bị dớt xuống đây luôn, bể hết rồi. Mình nghĩ đây có một ngôi mộ, cái lưng chừng này có một ngôi mộ nè, nhưng mà nó bị bể là nó sạc á, nó dớt luôn ngôi mộ xuống đây luôn. Không biết là có cái quay tài đó, nó lòi đây không. Thấy mọi người thấy không, ngôi mộ đã bị sạc hết rồi, có một góc luôn, góc bị bể lọt xuống, lọt xuống rồi. Đây là cái nơi cái lòng hồ, thời gian năm tháng nó trôi đi thì nó biến đổi vật chất, biến đổi cái không khí và cái tác động của con người. Giờ lên kiếm cái khác quay cho mọi người xem.
Bữa cái mùi này giờ mình ám ảnh luôn cả nhà. Nó không phải hôi thối mà nó cái lạ lắm. Tại đó có cả những cái dụng cụ y tế rồi những cái ấy mà giác xử lý y tế. Những cái bộ phận của con người khi ta phẫu thuật ta cắt bỏ được, người ta cũng sẽ thiêu hủy và đem tới đây.